Ithoa Jin, 35 tuổi, bị cáo buộc là một trong những nghi phạm cầm đầu vụ tấn công hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã ở Đắk Lắk, khiến 9 người thiệt mạng. Ithoa Jin có tên thường gọi là Ama Karut, trú tại buôn Ajin, xã Cư Pơng, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Nghi phạm khai đã tuyên truyền kích động một số người dân ở các buôn làng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham gia vụ tấn công mất an ninh trật tự, dùng súng tấn công hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã ở Ea Cơ Tu và xã Ea Tiêu ở huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Ithoa Jin nói chỉ lôi kéo những ai thấy tin tưởng, còn lại đa số người dân khác, anh ta không dám rủ rỗ kích động. Đến nay, các nghi phạm bị bắt giữ đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình vì tham gia vào vụ tấn công hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã ở Đắk Lắk. Trước sự truy quét quyết liệt của lực lượng chức năng, cùng với công tác tuần tra kiểm soát, tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Đắk Lắk đã dần trở lại bình thường, cuộc sống người dân dần dần ổn định. Bộ Công an đánh giá, các nghi phạm hoạt động có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ và mất nhân tính. Nhiều người khai nhận được chỉ đạo nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn. Bộ Công an hiện đang tiếp tục truy bắt, kêu gọi các nghi phạm sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Người dân được đề nghị tích cực tham gia tố giác tội phạm. Vụ tấn công xảy ra vào sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, khi nhóm người này xông vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, chúng đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá trụ sở. Trên đường di chuyển, chúng chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp. Vụ việc khiến 4 cán bộ công an xã và 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân khác thiệt mạng. Theo Bộ Công an, Bí thư xã Ea Cơ Tu, Chủ tịch xã Ea Tiêu có tinh thần quả cảm, hết lòng vì sự nghiệp chung khi nhận được tin báo, đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, dù đang trong lúc nửa đêm và đã bị kẻ xấu giết hại.